Vậy mà xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lăng rừng tối ngày 21 tháng 3 năm 2023 nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em tiếp tục về một số mặt hàng lăng rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì hôm nay em đi xin điểm sơ qua các mặt hàng về đang về ngày hôm nay. Thứ nhất là em tiếp tục về lan Vanda giáng thu lá xếp nha mọi người. Đấy, tiếp theo đó là lan gấm Thượng Hải, một loại lan cho hoa rất đẹp nha mọi người. Lan rau mực, lan giáng hương đảm bảo sắc. Hôm nay về được lan bò cạp rừng nha mọi người. Đấy, một số phần lan kiếm bạch nà, lan đại bạch hạc nha mọi người. Đấy, và cái địa lan tím nha mọi người, ông rừng công tâm. Tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình một cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi, trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại lô liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại này. Trường hợp mà gọi điện không được thì vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn gửi đi cho người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất cái ship là 30k trên một đơn hàng thì người tính tiền hàng và cộng thêm 30k ship nữa là được nha mọi người. Học hình 30k mà 2-3 hình thì cũng 30k nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em vẫn chưa có cái sản phẩm chai dây rừng nha mọi người. Thì có thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người về dùng thử. Thì một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, mang thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Thì mọi người quan tâm về các mặt hàng lan rừng thì mọi người vào các em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chai dây rừng trên kênh thì nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi thì mời xem video của em thì vui lòng là cho em xin like để một món quà tinh thần. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các món quà tinh thần của các cô chú anh chị dành cho em. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi đầu tiên là lan Vanda giáng thu lá xếp ông rừng tâm nhưng mà hoa màu hồng rất đẹp nha mọi người. Đấy, thì hôm nay em có 3 phần lớn thôi, còn lại là các phần lan 10 cây, 15 cây thì hôm nay có tổng cộng là 7 phần nha mọi người. Đấy. Và rồi thì trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu mặt hoa của lan giáng thu nha mọi người. Đấy, lan giáng thu thì nó kiểu hoa nó như thế này nha mọi người. Đấy, hoa cũng dạng đứng chỉ thiên lên nha mọi người. Đấy, bò các cái nhìn hoa nồng cứng cáp thì nếu mọi người chăm sóc tốt thì nó trên một cái cây thì nó sẽ ra rất là nhiều bông này. Đấy, nhiều cái vòi hoa thì nó nở như thế này thì nó sẽ đẹp nha mọi người. Đấy, đó là giáng thu nha mọi người. Đó thì này là nở, còn trên này là cái nụ nó nha mọi người. Đấy, thì cái mặt hoa của nó như thế này đó. Rồi hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Cái này là mọi người trồng thuần chậu thì nó sẽ như thế này nha mọi người. Đó là lan Vanda giáng thu nha mọi người. Rồi lan cho hoa cũng rất là đẹp nha mọi người. Rồi hình các cây lớn nha mọi người. Đấy, hình số 1 giá là 120.000 cho 7 cây lớn nha mọi người. Đấy, dòng này thì dòng lá xếp cứng nha mọi người. Mùa này thì cây cũng đang nụ nha mọi người. Đó thì cây khỏe. Cái này thì giống hàng rừng á, nên khi mọi người về chăm thì nó sẽ tiếp tục lên, nó đi ngọn lên nữa nha mọi người. Đó, cây khỏe, dòng và Vanda để gió nha mọi người. Một nè, hai nè, ba nè, rất đẹp nha mọi người. Bốn nè, năm nè, sáu nè, đó. Rồi bảy nha mọi người. Đấy, cái này mẹ bông con nha mọi người, rất đẹp luôn. Đấy. Rồi, 7 cây Vanda lá xếp hình số 1 120.000 nha mọi người. Đó. Này cộng cước nó thì 150 nha mọi người, 30k. Rồi tiếp theo là đến hình số 2 nha mọi người, cũng 120.000 cho 7 cây lớn nha mọi người. Rồi cây đầu tiên này, đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, này cũng mẹ bông con nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đấy, rất đẹp. Cây số 4 này. Đó. Rồi cây số 5 này. Cây số 6 này. Rồi cây số 7 nha mọi người. Đấy, 7 cây Vanda giáng thu nha mọi người. Đấy. Hình số 2 giá 120.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 3 nha mọi người. Đấy. Hình số 3, hình này cũng 120.000 nha mọi người. Đấy, năm nay có 3 hình lớn này thôi. Rồi đây hình đầu tiên nha mọi người, cây cũng đang nụ này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Rồi cây số 3 này.
cây số 4 này, cây số 5 này, cây số 6 này, cây số 7 nhé. Đấy, 7 cây vành đai nhãn thu nhiều người. Rồi hình số 3 120.000. 3 phần lớn nhé, 1 phần giá 120.000. Rồi đến loại 100.000 cho 10 cây nhé người. Hình số 4 này. Đấy, 100.000. Thì gồm có các cây này, thứ nhất. Đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Đó, 10 cây nha mọi người. Đấy, 10 cây rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, hình này thì hình 100 nha mọi người. Đấy, hình số 4. Tiếp theo là hình số 5 nha mọi người. Hình số 5 100.000, 10 cây luôn. Thì em cũng đã cân đối chia đều rồi nha mọi người. 1 này, đấy. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 cây nha mọi người. Đấy, 10 cây Vanda dán thu lá xếp rất đẹp nha mọi người. Đó, hình này hình số 5 100 nha mọi người. Đó, tiếp theo là đến hình số 6 100.000 cho 15 cây thì gồm có 5 phần, 1 2 3 4 5 nha mọi người. Nó cùng một mệnh giá nha mọi người, 100.000 cho 15 cây như thế này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này. Đó, 15 nha mọi người. Đó. Rồi, một hình 100.000 15 cây, còn có 5 phần nha mọi người. Hai phần này thì cũng thế, cũng 15 cây. Thì em đã chia đều hết rồi nha mọi người. Đó, thì nó cũng giống nhau hết. Đấy, thì nó đều là Vanda lá xếp nha mọi người. Vanda lá xếp thì khi nào nó lớn thì nó cũng này, ngọn nó đi nữa này. Đó. Nó lên ngọn như thế này nha mọi người. Đó, tiếp tục là đi ngọn. Đó. Thì mỗi phần như thế này là giá là 100.000 cho 15 cây nha mọi người, thì gồm có 5 phần, 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 phần này. Đó, phần nào cũng đâu em chia đều hết rồi này. Đó. Đó thì 15 cây như thế này nha mọi người. Đấy, chia giống nhau hết trơn rồi. Đó, đều là Vanda lá xếp hết nha mọi người. Này mọi người trồng mấy giống đó, này kia thì nó lên là như cây lớn thôi nha mọi người. Đấy, như cái này này. Đó, thì nó bé như thế này mà sao nó cũng lớn lên hết nha mọi người. Đấy. Rồi, mọi người về chăm thì nó lên tốt đó. Đấy. Rồi. Loại 100.000 cho 15 cây thì cũng có 5 phần nha mọi người. Để tìm mọi người mua 1 2 3 4 5. Đấy. Rồi, có một cái loại phần nhỏ nha mọi người. Đấy. Em lựa hết tất cả ra rồi đây. 100.000 cho 40 cây nhỏ này. Đó, thì cái này là hàng giống nha mọi người. Đấy. Hàng giống bé như thế này. Đấy. Đây. Thì mọi người như thế này thì mọi người về chăm nó lên lớn được nha mọi người, cái hàng giống thôi. Đó, thì lên về ghép lại vẫn bình thường. Đấy. Mua như thế này, như hàng giống như thế này thì về cũng rất là lợi nha mọi người. Đấy. Mọi người ghép rồi tha hồ chăm nó lên từng ngày. Đấy, nó lớn lên từng ngày nha mọi người. Đó. Rồi, cũng rất là ok nha mọi người. Đấy. Rồi 100.000 cho 40 về nha mọi người. Đấy, cái loại này loại 40 cây. Đấy. Đó, cây mất đầy mà. Đấy, này, nhìn nó nồng mướt luôn đấy. Rồi hình 7 100.000 nha mọi người. Đó là lan dán thu nha mọi người. Dán thu rất đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì em có lan hai phần lan rau mực nha mọi người. Đấy, hoa có rau mực này nha mọi người. Đây, hoa nó nó tua 5 cái như thế này. Đấy, cũng như con mực á, gọi là rau mực. Đấy, và một phần 25 cây nha mọi người, hình số 8. Nó thì dòng này dòng Vanda đầy gió nha mọi người, nó ra hoa bằng những cái này này. Đó. Đó cái gì nó sẽ có hoa. Đây là những cái hoa này. Đó. 3 này. 4 này. 5 này, đấy, cây này về mình ghép nó là cũng rất đẹp rồi. 6 này. 7 này. 8 này, đó, cái này rất là xiên hoa nha mọi người. 9 này. Đó. 10 này.
15 này. Đấy, 16 này. 17 này. 18 này. 19 này, 20 này. 21 này. 22, 23, 24 này. Đó, nói chung thì cũng hơn 25 về nha mọi người. Đó. Rồi một phần rau mực như thế là giá là 100.000 nha mọi người. Có hai phần, đấy, một phần là giá là 100.000, gồm có 25 cây nha mọi người. Đấy. Dòng Vanda để gió nha mọi người. Đó. Rồi, còn lại lan sơ tâm, rau mực. Đấy. Rồi, cũng khá là hay và đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi. À, tiếp theo ngày hôm nay thì em về cũng khá khá cái loại lan cũng cho rất đẹp cho mày, đó là gấm Thượng Hải nha người. Đây một hoa của gấm Thượng Hải đây. Đấy, thì hoa nó nở thì nó như thế này nha người. Đây màu hoa của nó luôn đấy, mặt hoa cũng khá là đẹp nha người. Đấy, hoa như cánh nhựa luôn. Đấy, có hai cái râu trắng như rất đẹp này. Đấy, hoa rất đẹp luôn. Đấy, hoa dạng chùm nha người. Đấy, nở rất đẹp. Đó. Rồi hôm nay em có cái về gắm đầu tiên này. Đấy, nguyên về nha mọi người. Đấy, thì gồm khá là nhiều ngọn này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 8. Đấy, gần cả chục ngọn nha mọi người. Đó, thì mùa này gắm đang có nụ hoa nha mọi người. Đây. Đây là các nụ hoa của gắm này. Nó lên như thế này và nở ra. Đó, nhiều bông hoa trong này nha mọi người. Đó thì nó lên lên lúc mà nó bung thì nó bung như thế này. Đấy. Đó là lan gắm Thượng Hải một rừng công tâm nha mọi người. Đấy. Rồi cái về đầu tiên này, nguyên về nha mọi người. Đó, thì cái này là các bách hoa cũ này. Đó. Này thì chuẩn bị là nó sẽ có hoa mới nha mọi người. Rồi rất là ok luôn. Đó. Đấy, ngọn rất là khỏe khoắn nha mọi người. Đấy, thì rất là hiếm khi gặp những cái về như thế này nha mọi người. Đấy, thì nó có hoa và nó có trái như thế này này. Thì những cái dề như thế này thì lúc mà nó ra hoa thì ra hoa đồng loạt nhưng mà đấy thì cây nó sẽ đẹp cùng một dề cùng một tính chất nhưng mà đó, nó sẽ hoa rất đẹp luôn đấy. Rồi mà tự nhiên nó mọc như thế này nhưng mà dề cắm Thượng Hải rất đẹp đấy. Rồi dề này hình số 9 nhưng mà dề này dề 200 nhưng mà cây cắm Thượng Hải nguyên dề lớn đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 10 đấy, 150 cho cây nguyên bản này, cây nguyên bản lớn nhưng mà đấy, thì nó mọc nguyên bản của tự nhiên như thế này nhưng mà nó còn có một ngọn này, hai này, ba này, bốn ngọn này và đặc biệt là cây đăng hoa nha mọi người. Đấy, thì mọi người cứ thấy là có nhiều ngọn thì tới lúc nó ra hoa thì nó hoa nhiều này. Đấy, thì bên này cũng thế nha mọi người. Đó, cây nào nó cũng có nụ này, đó ra hai cái nụ thật là to lên nha mọi người. Đó, rồi cái này nguyên bản 150 mọi người, tự nhiên nó mọc như thế này nha mọi người. Đó, rồi hình 10 nha mọi người, hình 10 150 cho cây nguyên bản này lớn này. Rồi tiếp theo là đến hình số 11 nha mọi người. Đấy, hình số 11 100.000 cho một nguyên bản còn một dề. Rồi đây là cái nguyên bản đầu tiên này. Đó, nguyên bản cũng có hai ngọn, ba ngọn nha mọi người. Đó, ba ngọn. Rồi tiếp theo là một cái dề của nó nha mọi người. Cái dề này cũng có 1 2 3 4 5 ngọn. Đấy, 5 ngọn rất đẹp nha mọi người. Cái cây cũng đang nụ này. Đấy, mùa này là mùa gắm Thượng Hải. Cái dòng gắm Thượng Hải này nó trong năm nó có thể ra nhiều lần hoa nha mọi người. Đó là cái hay của gắm Thượng Hải này, dì này rất đẹp. Đấy, dòng này dòng cũng Vanda để gió nha mọi người. Đấy, cũng khá dễ trồng. Đấy, giữ ẩm và giá thể thoát nước là được nha mọi người. 100.000 trong nguyên bản này. Rồi tiếp theo là đến hình số 12. 100.000 cho 5 cây lớn nha mọi người. Đấy. Rồi đây là cái đầu tiên này. Đây có một cái vòi hoa cũng khá là ấy nha mọi người. Này cũng sắp bung hoa rồi nha mọi người. Đó, rất là nhiều luôn. Đấy, thì là tới lúc nó trưởng thành thì nó sẽ nhiều nụ nhiều cây nha mọi người. Một này. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đó, cây này thì cũng đang có nụ hoa nha mọi người. Đó, rất đẹp. Rồi cây số 3 này. Đó. Này nó ánh lên lên ngọn mới nha mọi người. Đấy, 3 này. Rồi cây số 4 này. Đó. Rồi cây số 5 nha mọi người. À, 5 này, nó lên lên hoa, nó phân nhánh rất nhiều nha mọi người. Đó, cái hay của nó này, nó lên đây phân nhánh nụ này, hoa này, phân nhánh này. Hôm nay một cái cây lên nó sẽ rực rỡ nha mọi người. Đó. Rồi, một mặt hoa là cây cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy, gắm Thượng Hải. Hình số 12 100 nha mọi người. Đấy.
Rồi tiếp theo là đến hình số 13 đấy, 100.000 cho 10 cây luôn. À, đây là cây đầu tiên này đó. À, tiếp theo là cây số 2 này đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này đó. Rồi tiếp theo là cây số 5 này đấy, đang lên một cái hoa như vậy. Cây số 6 này đấy, đang lên đấy như vậy, rễ. Rồi cây số 7 này, cây số 8 này đó. Cây số 9 này đó. Cây số 10 đấy, này mày bồng con lên như vậy đấy, rất là đẹp. Rồi hình này 10 cây cắm Thượng Hải, hình 13 nha mọi người, 100.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 14 cắm Thượng Hải 100.000 cho 10 cây luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Rồi tiếp theo là cây số 2 này đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này đó. Rồi tiếp theo là cây số 5 này. Rồi tiếp theo là cây số 6 này. Rồi tiếp theo là cây số 7 này. Rồi tiếp theo là cái số 8 này. Rồi tiếp theo là cái số 9 này. Rồi tiếp theo là cái số 10 nha mọi người. Đấy, rồi ngày hôm nay về được một cái lô gắm Thượng Hải đất đẹp nha mọi người. Nay hàng này nó cũng ít có nha mọi người. Hôm nay bà con đi gặp may mắn gặp được á, nên mọi người tranh thủ mua. Đấy, hình 14 100 nha mọi người, 10 cây. Rồi tiếp theo là đến hình số 15 100.000 cho 10 cây luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này. 1 này, rồi tiếp theo là cái số 2 này. Đấy, lá xếp rất đẹp nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là cái số 3 này, đây đang lên một cái vòng hoa rất là cao này, đây, 3 này, rồi 4 này, 5 này, này 2 cặp luôn rồi, 5 này, đó, 6 này, 7 này, đấy, thì nó chân đây cái mà nhiều ngọn nha mọi người, rồi phần này 100 nha mọi người, hình số 15 nha mọi người, 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 16, hình nhỏ nha mọi người, 100.000 cho 25 cây nhỏ này. Đấy, hàng giống nha mọi người, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21, 22 này, 23 này, 24 này, 25 này, 26, 27, 28. 28 cây luôn nha mọi người. Rồi, hình 16 dạng giống 100.000 nha mọi người. Cái này thì tha hồ người về ghép luôn. Là một cái chậu thiệt lớn như vậy, nó nhanh lớn lắm đấy. Đó là lan gắm Thượng Hải như vậy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay để mà có một cái dòng Vanda lại như vậy, 100.000 cho 5 cây này. Đấy. Thế này cũng là dòng Vanda để gió như vậy. Thì cách phát hoa của nó thì nó cũng lên chỗ đây và lên hoa này, cũng văng nhánh đấy, khá là hay như vậy. Đấy. Đây này, đây là cái phát hoa cũ của nó như vậy. Đó, lên hoa và có phân nhánh như thế này này. Đó, một cây này nó phân nó nhiều nhánh nhưng mà nhiều hoa. Đó, nhìn cái bếp hoa của nó này. Đấy. Rất là nhiều luôn nha mọi người. Đấy. Rồi, 5 cây nha mọi người. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Đó, rồi 5 cây. Banda gọi là banda lại nha mọi người. Dòng banda để gió. 100.000 hình 17 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 18, giáng hương tam bảo sắc nha. Đây hoa giáng hương của tam bảo sắc trong rừng Quan Tâm đây. Thì hoa màu vàng là chủ đạo rồi và cộng thêm trắng và tím, ba màu nha mọi người, tam bảo sắc mà. Đấy. Thì dòng banda giáng hương thì nó ra hoa như thế này, cách phát hoa như thế này. Đấy. Hoa thòng xuống nha mọi người. Đấy. Đây rất đẹp nha mọi người. Rồi, hình này giá 150.000 đây một phần. Thì cũng có các cái cây này. Đấy. Thì nó có một cái cây giáng hương tam bảo sắc lá gân nha mọi người. Đấy. Cái cây cũng rất đẹp luôn này. Đấy, gân nổi lên lá lắm nha mọi người. Đấy, rất là dày. Đó. Một cây nha mọi người. Rồi, gồm có các cây như thế này nữa. Đây lá xếp cứng này. Đấy, này cả tím lẫn xanh luôn nha mọi người. Đấy. Đây vào hoa xứng như thế này. Rồi đây cũng thế này, đây, cái màu tím hai ngọn.
lá rất dày mọi người. Đấy. Tiếp theo, đây lá của nó như thế này. Ở đây nữa. Đó. Dòng này thì dòng lá xếp cứng nha mọi người. Rồi cây bên đa nhớ hương bự luôn này. Đấy. Lá bầu to nha mọi người. Rồi. Theo là các cái gì này. Đấy, một này. Hai này, đó. Rồi đây nè. Đây nè. Đây là lộng một cây bọ cạp này mọi người. Đấy, bọ cạp rừng. Đây. Đây nè. Đây nha mọi người. Rồi cây lá xếp rất đẹp nha mọi người. Cây to. Đấy. Mọi người về ghép đó, thì nó đi ngọn này kia thì nó sẽ như vậy, đấy, nó sẽ đẹp thôi. Đó, cây rất là to khỏe như vậy. Đó, rồi hình dáng hương tam bảo sắc này, hình này 150 như vậy, đây một phần, đấy gồm rất là nhiều, có cây cả cây dáng hương lá gân này như vậy, đấy. Rồi hình 18 150 như vậy, đó, dòng cho hoa thòng xuống rất đẹp như vậy. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có về lan bọ cạp rừng nha mọi người. Đấy thì mặt hoa của bọ cạp rừng thì nó kiểu phát hoa như thế này nha mọi người. Đấy. Đây thì nó khi nó ra hoa thì nó sẽ như thế này nha mọi người. Đấy. Nó kiểu phát hoa của bọ lan bọ cạp rừng. Cái dòng này nó cũng đa dạng mọi người. Khi nào nở hoa thì mình mới hái được nha mọi người. Đấy. Đó là lan bọ cạp rừng. Ông rừng con tâm nha mọi người. Đấy, kiểu có hoa này, còn này thì cũng nó nở ra mình biết nhưng mà đấy. Rồi bọ cạp nha mọi người, 100.000 cho hai cây, 10 sưu tầm nha mọi người. Đấy, thì được mặt hoa nào thì ra mặt hoa đó nha mọi người. Này này được một cây này thì hoa kiểu hoa của nó ra như thế này nha mọi người. Cái này là hoa quả trái này. Đấy. Rồi cái này một cây này. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, phần này 100 nha mọi người, hai cây lớn nha mọi người. Đó, lan bọ cạp rừng đấy, dòng này thì cũng banda để gió, mọi người về ghép trụ ghép bán là được nha mọi người. Đấy. Rồi hình 19 nha mọi người, hình 19 100 cho hai cây. Tiếp theo là đến hình số 20, 100.000 cho hai cây luôn, lan bọ cạp. Đây cây đầu tiên nha mọi người, đấy cũng rất là đẹp nha mọi người, ngọn nó khỏe. Rồi tiếp theo là cây lớn số 2 này, đó thì vỏ hoa của nó rất là dài nha mọi người, nó dài lên cao như thế này, đấy, trong sẽ đẹp nha mọi người. Phần nhánh bằng đồ là nhìn rất là ok luôn. Rồi hai cây bọ cạp giá 100.000 nha mọi người, hình 20. Rồi tiếp theo là đến hình số 21 nha mọi người, hình 21 100.000 cho hai cây luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này, đó thì nó cây này những năm trước nó ra bộ hoa rất dài nha mọi người, cây nó cũng rất là khỏe. Đấy. Như thế này thôi mà ra bộ hoa rất dài này, đấy. Mấy hoa cũ của nó nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến cây số 2 này. Đó. Rồi thì cái thân lá của bọ cạp thì nó như thế nha mọi người. Là dòng rễ rất là to khỏe nha mọi người. Mọi người chơi ngắm rễ xong là nhìn cũng rất là ok rồi. Đấy. Hình 21 100 cho hai cây nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 22 100.000 cho hai cây luôn. Mọi người sưu tầm. Đây là cái đầu tiên này. Đó thì lên một cái mầm con mới nữa. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy. Đây có cái vết hoa của nó này, đấy. Vết hoa rất dài nha mọi người, dòng bọ cạp cũng khá là hay. Rồi hình 22 100 nha mọi người, đấy. Tiếp theo là đến hình số 23. 23 100.000 cho hai cây luôn. Đấy, rồi đây là cây đầu tiên nha mọi người, đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này, đấy, này thì ngọn mới này, này dưới này một ngọn nữa nha mọi người, đó. Rồi, tiếp theo là đến 23 100.000 hai cây. 24 nha mọi người, 24 100 hai cây luôn. Đó. Rồi đây là cái đầu tiên nè. Đấy. Cái bồi của nó rất là dài nha mọi người. Rồi, tiếp theo là cây số 2 này. Đấy. Cái này thì cái bồ hoa của nó nha mọi người, đó, nó ra hoa như thế này. Nó có các búp hoa này nha mọi người. Đó. Rồi, hình số 24 100 nha mọi người. Đấy. À, tiếp theo là đến hình số 25 nha mọi người. 25 100.000 cho hai cây luôn. À, đây là cây đầu tiên này. Đấy. À, tiếp theo là cây số 2 này, cây lớn nha mọi người. Đó.
Rồi, hình 25 100.000 nha mọi người. Rồi, hình 26 loại 100.000 cho 3 cây nha mọi người. Đó. Này thì bé hơn, đây, một này. Đó, cây cũng rất là khỏe nha mọi người. Rồi, cây số 2, đấy. Này ba được 3 ngọn nha mọi người. Đấy. Rồi 100 nha mọi người. Đấy. Hình 26. Tiếp theo đến hình 27 nha mọi người. Đấy, 100.000 cho 3 cây. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó, cây cũng rất là khỏe. Hình 27 100. Tiếp theo là đến hình số 28 nha mọi người. 100.000 cho 3 cây luôn. Rồi đây là cây đầu tiên này. Đó. Tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Tiếp theo là cây số 3 nha mọi người. Đấy, 3 cây bọc cạp. Này, nó nhỏ mà rắn vẫn ra hoa bình thường nha mọi người. Đây này. Đó, này là những cái nụ hoa của nó, nhưng mà do quá trình khai thác thì nó không thấy như vậy này. Rồi hình 28 100 nha mọi người. Tiếp theo là hình 29 100.000 cho 4 cây. Một nè, đấy. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Cây số 3 này, rồi cây số 4 nha mọi người. Đấy, 4 cây bọc cạp nha mọi người. Đấy. Rồi hình 29 100. Tiếp theo là đến hình số 30 nha mọi người, 100.000 cho 4 cây. Rồi đây là cây thứ nhất này. Tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Đấy, cây này cũng rất là nhiều ngọn, khỏe nha mọi người. Rồi, 4 cây bọc cạp hình số 30 nha mọi người, 100.000 cho 4 cây bọc cạp này. Đó. Rồi, tiếp theo là đến hình số 31 nha mọi người. 100.000 cho 5 cây, 3 cây nó mất ngọn. Đấy, ở đây cây đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Này thì nó mất ngọn nha mọi người. Đấy. Nó ra rễ như thế này nha mọi người. Cây số 4 này, này nó cũng mãi nè. Cây số 5 này. Đấy. Nó cũng bị ngọn. Cây số 6 này. Đấy. Đang lấy một cái ngọn mới nha mọi người. Rồi hình này thì hình 100 nha mọi người. Đấy. 100 cho 5 cây này. Đấy. Hình số 31 nha mọi người, 100.000. Đấy. Đó là lan bọ cạp nha mọi người, cạp rừng. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì có 4 phần lan kiếm bà nà, hoa của nó đây nha mọi người. Hoa lan kiếm bà nà rất là đẹp nha mọi người. Đó, hoa năm cánh với hồng vàng. Đấy. Thì nó cái dòng này khi nó ấy thì nó sẽ chuyển sang một cái màu hồng nha mọi người. Đấy, cây rất đẹp nha mọi người. Hoa nó rất là đẹp luôn. Đó là lan kiếm bà nà nhưng mà vùng rừng con tâm nha mọi người. Đó. Đây rất là ok. Rồi hình 32 nha mọi người, 100.000 cho 3 về nha mọi người. Đấy. Dòng này thì nó đã đứng sẵn rồi, mọi người về chỉ cố định giá thể lại thôi. Đấy. Thì người trồng trăm tứ. Cái dòng này rễ của nó rất là to khỏe nha mọi người. Nên chỉ cần là mình trồng sắt á, là tự khắc những cây con này ăn rễ xuống ở dưới này, dưới giá thể nha mọi người. Đó. Đấy, đứng chậu sẵn rồi, thấy đứng chậu sẵn rồi cũng dễ trồng. Mọi người đặt lên chậu cố định lại thôi. Đấy, cây con nó mọc lên rất là nhiều nha mọi người. Đấy. Này là giá thể sống tuyệt vời nha mọi người. Đó, cây con mọc khá nhiều luôn này. Đó. Rồi tiếp theo là về số 3 nha mọi người. Đấy, 3 về kiếm bà nà. Đấy, mọi người chuẩn bị đặt chậu là đẹp rồi. Đấy, dòng lá xếp rất đẹp này, đang ngọn mà nó đi khá là khỏe nha mọi người. Rồi hình 32 100 nha mọi người. Tiếp theo hình số 33 100.000 cho ba dì luôn. Ở đây dì đầu tiên này, dòng lá xếp rất đẹp nha mọi người. Dì số 2 này, trong này nó có mắc mũi nhiều lắm nha mọi người, nó sẽ lên thôi. Rồi tiếp theo dì số 3 nha mọi người. Đó, đang lên cây con này. Rồi ba dì kiếm ba nà nha mọi người. Đấy, hình số 33 100. Tiếp theo là đến hình số 34 100.000 cho 4 về nha mọi người. Ở đây là gì đầu tiên nè. Đó. Rồi tiếp theo là gì số 2 nha mọi người. Đây, cây con đang lên nè. Rồi tiếp theo là gì số 3 nè. Rồi tiếp theo là gì số 4 nha mọi người. 4 về, về này đang có cái hoa nha mọi người. Hoa của nó thì nó này nó ấy thì nó chuyển sang màu hồng nha mọi người. Đó. Hồng. Rồi, hình 34 100 nha mọi người. Tiếp theo là đến hình số 35 100.000 cho 9 về nha mọi người. Ở đây dì đầu tiên này. Rồi tiếp theo là dì số 2 này. Rồi tiếp theo là dì số 3 này. Rồi tiếp theo là dì số 4 này.
Đây về số 5 này. Đấy. Cây rất là đẹp nha mọi người. Về số 6 này. Đấy. Về số 7 này. Về số 8 này. Về số 9 nha mọi người. Rồi, 9 về kiếm bà nà hình 35 100 nghìn nha mọi người. Đấy, đó là lan kiếm bà nà, loại lan cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em về được một số mặt lan đại bạch hạc mà gồm có nguyên bản hàng về nha mọi người. Đấy, thì hoa có đại bạch hạc đây mọi người. Đấy, một loại hoa cho hoa rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Đó là lan đại bạch hạc. Đấy. Rồi, thì cái này là chú mọi người chú ý độ ẩm cho cây nha mọi người. Độ ẩm giá thể thoát nước là được. Hình 36 đại bạch hạc 100 nghìn cho bốn nguyên bản nha mọi người. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Cái này nguyên bản rồi thì mọi người không cần phải ghép nữa. Đấy. Nó đã sống sẵn rồi nha mọi người. Đó là đại bạch hạc này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy. Thì cái dòng đại bạch hạc thì nó thân thủ nó chỉ ngắn ngắn như thế này thôi nha mọi người. Nó không có dài hơn nha. Đấy, từ 20 đến 30 cm đấy. Nó dao động thì khoảng đó. Rồi tiếp theo nguyên bản số 3 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đấy, bốn nguyên bản đại bạch hạc nha mọi người. Đó. Rồi hình này 100 nha mọi người. Đấy, lăng đại bạch hạc nguyên bản. Tiếp theo là đánh hình số 37 100 nghìn cho bốn nguyên bản. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này, nó cũng khá là nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đấy. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó, ba nguyên bản nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Đó. Rồi hình 37 100 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là đến hình 38 100 nghìn cho 8 nguyên bản nhỏ nha mọi người. Đấy. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 6 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 7 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 8 nha mọi người. Đấy, 8 nguyên bản đại bạch hạc nha mọi người. Đấy, hình 38 100 nghìn cho mọi người sưu tầm. Rồi, thì hôm nay em có phần đại bạch hạc hàng về cây dài nha mọi người. Đó, cây dài nó thì nó có dài nhất thì nó như thế này thôi nha mọi người. Đấy. Thì cũng có 15 về. Đó, đây là về đầu tiên này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này, 5 này, đó. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. Đó, thì nó ra hoa có trái này. 10. 11 này. Đấy. 12 này. 13 này. 14 này. Rồi 15 về nha mọi người. Đó. Rồi, hình đại bạch hạc hàng về lớn 100 nghìn nha mọi người. Đó. Một phần. Rồi, em còn lại cái hình 100 nghìn cho 30 về nhỏ nha mọi người. Thì cũng có 3 phần. Thì các về như thế này. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè, đấy. 8 nè, nó đứng chậu là được rồi. 9 nè. 10 nè, đấy. 11 nè. 12 nè. 13 nè. 14 nè. 15 nè. 16 nè. 17 nè. 18 nè. 19 nè. 20 nè. 21 nè. 22 nè. 23 nè. 24 nè. 25 nè, 26 nè, 27 nè, 28 nè, 29 nè, 30 nha mọi người. Đó thì nó cũng em lựa đều nhau luôn rồi đó. Đó. Thì có 3 phần. Đấy. Ở phần giống thì nó có 30 về nhỏ đấy, 50 nghìn. Đấy. Nó này thì 30 về nha mọi người. Đấy, có 3 phần này. Đó. Thì nó đều giống nhau hết. Đấy. Mọi người về ghép hết lại này kia thì nó sẽ đẹp nha mọi người. Đấy, thì nó có về rồi nó cũng sẵn đẹp hết rồi này. Đấy, mọi người về
cắt tỉa là và ghép vào thôi là được nha mọi người. Đấy. Đó, ghép gia thể vào. Đấy. Rồi là ấy thôi. Đấy. Cái dòng này thì mọi người nhìn nó ấy như thế này, do cái dòng nó có hoàn thảo lông ấy nên những cái thân thể nó không đẹp nhưng mà bù lại cái hoa rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi. Rồi tạo hóa thì nó sinh ra như thế nha mọi người. Rồi loại 50.000 đi. Cho 30 cái dây nhỏ. Đây là cái hàng dây nhỏ hơn nha mọi người. Cái này mọi người mua hay về hàng giống. Mọi người gộp đơn cái nào ở này kia thì sưu tầm thêm. Đấy, 30 dây như thế này nha mọi người. Đó. Rồi, thì những cái dây này em đã lựa ấy ra rồi. Cái này là nhỏ nhất rồi này, 50.000. Đấy, hình bóng mốt nha mọi người. Đấy. Đó là lan đầy bạch hạc nha mọi người. Đấy. Rồi. Thì hôm nay em có cái phần lan địa lan tím nha mọi người. Đấy, cái này 102 dây. Đấy thì mùa này thì cái đang nụ nha mọi người. Đấy, nụ này. Đấy, cái này thì nó ra hoa bông màu tím nên gọi là địa lan tím nha mọi người. Đó, kiểu phát hoa của nó như thế. Đấy. Rồi hình 42 nha mọi người, 100.000 cho hai dây lớn này. Đấy, dòng này dòng địa lan nha mọi người. Đó thì nó đang có một cái nụ này. Đó, màu tím tím. Này bà con đi lấy kêu là hoa màu tím, địa lan tím nha mọi người. Đó. Dòng địa lan nha mọi người. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Đó. Mùa này là cây đang nụ luôn. Rồi tiếp theo là dề số 2 này. Đó. Rồi hai dề lớn nha mọi người. Đây 100. Hình 42. Tiếp theo hình 43, 100.000 cho ba dề lớn này. Ở đây về đầu tiên này. Rồi tiếp theo về số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là về số 3 nha. Đấy này về cái lớn nha mọi người. Rồi, ba về địa lan tím nha mọi người. Địa lan tím hình 43. Rồi tiếp theo hình 44, 100.000 cho 4 về. Thì gồm có 5 phần 1 2 3 4 5. Đấy, thì gồm có 4 về như thế này. Mình sưu tầm 1 này. 2 này. 3 này. Đấy cái này thì đang nụ nha mọi người. Đây là 4 này đó. Rồi hình số 4 44 rồi, 100.000 cho 4 dề gồm có 1 này, 2 này, 3 này, 4 nha mọi người. Đấy thì em chia đều nhau hết rồi. Đấy. Này thì người về trồng như địa lan là bình thường thôi nha mọi người. Trồng sát mặt giá thể nha mọi người. Đấy. Đừng có trông vào góc nó, đừng trông góc mắt ngủ, rễ nó sẽ tự ăn giá thể nha mọi người. Người chỉ cần cố định cái thân này trên cái chậu là được. Đấy. Bốn đó. Này cũng bốn nha mọi người. Một này, hai này, ba này, bốn này. Đó, bốn cây này. Một, hai này, ba này, bốn này. Đó. Rồi, tiếp theo là hình 45 này. 100.000 cho 7 dây. Này cũng có 3 phần, 1, 2, 3. Thì mỗi phần như thế này cũng có 7 cái cây như thế này. Một này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, đó, 7 cây nha mọi người. Đấy, thì nó nhỏ nó vẫn ra hoa bình thường này, đây là một cái nụ đang lên nha mọi người. Đó, mọi người trồng mùa này thì mấy thì mùa sau mọi người tiếp tục chơi thôi nha mọi người. Có 3 phần, này loại 7 dề nha mọi người, đó, 7 dề, 7 dề. Rồi loại 12 dề nha mọi người, đây 100.000 này, 12 dề bé hơn này, 1 này, 2 này, nó đang có nụ này, 1 2 này, 3 này, đó. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, đó. 1 này, 12 này, đó. Rồi, cái này 12 dề nhỏ hàng giống nha mọi người. Đấy, 100.000. Hình 46 nha mọi người. Rồi. Đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Nếu mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0706115694 mọi người. Thì trường hợp mọi người điện không được thì mọi người làm nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng. Rồi, một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Thì để nhận những cái clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất mọi người. Một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em. Thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hay những hành lang về cho mọi người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây và chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.